Rồi bữa nay ghé mắt rồi con gái anh là hai chồng ở đó ha. Dạ. Rồi con ghé mắt rồi bữa nay anh qua đây làm chi? Qua đưa tiễn ghé nè. Qua đưa tiễn ghé ha. Dạ. Rồi chừng nào anh về? Rồi về. Rồi bây giờ anh với chị làm gì? À, làm hồ. Làm hồ ha. Làm mướn không? Mướn ha. Thấy khổ quá, còn hai chị vẫn đang ngồi. Hả? Hai đứa con tôi bệnh tâm thần ở nhà. Bệnh tâm thần hả? Dạ. Vậy con mà nhỏ đó là con thứ hai của anh hả? Thằng thứ hai. Ừ, nhỏ đại. mà làm xảy ra án mạng nè, là ừ, con ừ, thứ hai. Con nhỏ là nó út. Rồi bây giờ cái con gái của anh nghe tình hình sao rồi? Nó mệt ngày à. Hả? Mệt ngày à. Mệt hoài ha. Dạ. Vô ba cháu biển mệt ngày. Thấy khổ quá trời. Vô ba cho nó biển ha. Nó bị nặng không? Đấy. Bị đâu? Tên có bụng nè. Bụng ha. Bụng mấy dòng bị đâm mấy nhé. Hai dao chỗ này. Hai dao. Với cơ lưng này cái. Ừ, nhưng mà bây giờ anh cũng bớt nhậu đi. Ờ, bớt nhậu à. Nhậu đi qua đây đường xá xa xôi mà còn anh qua đây đi. Được rồi, anh đi qua đây bằng gì? Đi xe đạp này hả? Nội bộ. Nội bộ hả? Dạ. Trời ơi, mười mấy cây mà nội bộ hả? Xe đạp qua đây mười mấy cây đó. Rồi từ bến lội bộ qua đây luôn. Chịu khó lội chứ biết sao vậy. Lội từ lúc mấy giờ mà qua tới đây? Dạ, 5 giờ, 3 giờ sáng đó. Lội giờ đến chiều, 5 giờ chiều rồi. Rồi bây chừng nào đi ra thăm con hay là sao? Cũng hội đi nè. Hội đi ha. Rồi bao xong ta đi. Công việc của anh hàng ngày là làm gì để sống? Đi làm mướn thôi. Làm mướn ha. Có bán số gì không? Không, làm hồ sống rồi. Làm hồ sống ha. Ông khờ đó. Rồi cái lúc mà xảy ra án mạng gì đó rồi anh đang ở đâu? Thì em biết con ông Trang đó. Hả? Cái lúc mà xảy ra án mạng là anh đang ở đâu á? Cũng không bình thường làm hồ. À đi bằng hồ hả? Dạ. Bạn ở đâu lận? Bởi vì không có bình thường đó, mình tiếp xúc mình ở chung nhà cũng nguy hiểm lắm ông nội ơi. Gái anh nhiêu tuổi? Bởi vì 18 tuổi à. Mới 18 tuổi ha. Rồi tụi nó quen nhau hay là làm ai? Làm ai ha? Làm ai rồi bao lâu rồi cưới? Trời ngủ một đêm lên cơn ngộ với đường á. Ghê lắm. 6-7 bữa là cưới liền đó ha. À. Rồi cái ở bao lâu lận? Bao lần ha. Vậy là qua bên anh ở như ở rễ á, cái em trai á, trai mà bị án mạng á, có về chừng tháng. Ở bao lâu à? Tháng tháng rồi. Tháng rồi. Vậy là con gái của anh nó cũng cầm dao rượt anh mấy lần nữa hả? Có không? Không, nó lâu ấy. Nó không dám chém tôi. Hả? Nó không dám. À, mà có cầm không? Mà có cầm dao không? Không, tại nó hù vậy. Hù ha? Hù ha. Hù chứ chưa có làm ha? Chưa làm. Hù có ngày á. Thay khổ trời. Khổ ha? Không có tiền đi xe bộ. Rồi em gửi anh triệu ha. Đây là 500 của chị anh Phương Nguyễn bên Mỹ á ha. Còn 500 này của chị Kim Tính ở bên Mỹ á. Tặng cho anh có tiền để ra thăm con nha. Mấy cô mấy chú bỏ cho được anh chị bạn ở đây mong không? Hả? Xin 50 ngàn nó đi xe rồi. Xin 50 ngàn nó đi xe hả? Dạ. Khổ trời. Cho 100 ngàn luôn. Cho 1 triệu đó mà chưa đủ đấy hả? Tiền này nguyên lấy đâu rồi? Bây giờ lấy 50 ngàn đổ xăng nè. Còn tiền này anh để làm gì mà xin thêm 50 triệu? Để làm gì? Tiền này để làm gì? Để lo ngõ nè. 1 triệu để lo nhỏ nhỏ. Lo gái ha. Tiền này để đi xe ha. Tiền đó đi xe, tiền đó để lo cho con gái. 1 triệu này để lo cho con gái, còn 50 ngàn đi xe. Em quay lên là có ai thương sẽ giúp cho gia đình ha. Dạ dạ. Anh chia sẻ lên. Gia đình mình thì sao? Sáng anh có qua đây sớm không? Không khờ câm mà có biết nói gì đâu. Qua sớm lắm hả? Qua tiếp đưa con rể đi ha. Đưa con rể đi chôn. Đưa con rể đi chôn. Rồi anh đi với anh đi với thường thằng rể chở vì vợ đi mừng mướn. Chở chở vì vợ đi mừng mướn ha. Ờ đi qua đây hoài tôi đây tôi biết. Dạ. Ngồi đứng đây là quế luôn. Chở đi qua ngoài luôn. Ngồi qua đây luôn. Ờ. Xét luôn ờ. Bị qua đây thường ngày tôi cũng biết rể chú làm sao chứ mà ông và vợ hàng xóm không à, tôi bà con với bà cô sát bên nè. Bà dạ. Con với cô bên đàn trai. Bà con với bên đàn trai ha. Ờ con gỗ gỗ ha. Dạ. Rồi
từ ngày mà hai đứa nó gặp nhau rồi cái đầu nó đi về bển nó rước ổng về nhà. Rước ổng về nhà ha. Ờ hồi lúc mà trước thì ổng không có ở nhà. Đó. Ừ. Ổng ở đâu? Ờ ổng ở đâu? Bị ổng về bên ổng á. Ổng cắn cờ á. Ờ gạch cắn cờ mình á. Rồi hai đứa nó về rồi nó mới ổng rước ổng về nhà rồi thằng này nó mới chở ổng đi bằng mướn. Mà ổng ở chung với mấy đứa con thì ha, ở riêng. Ở chung nhà. Ở chung một nhà luôn ha. Ở chung nhà bển á. Rồi thường ngày thằng này nó mới lấy xe chở ông đi bằng kho bằng mướn đồ á, nhà về đây nhà không có cắt lại chưa ta hay là anh còn ở nhà còn, cũ một chút trước thôi ha, chưa cắt mà ha, chứ tôi chưa có qua bển có cắt lại chưa. Ờ còn gian đó vậy. Ừ. Viên gì ha. Ừ. Mới qua nhà nghe, con mới có nhà không? Nó lại đi ăn gái rồi, mới ở nhà đi. Ừ. Còn hai con kia nó làm gì, hai con chú nhà. Nói chung là nó mấy đứa nó không có được bình tĩnh đâu, bị qua đây tôi có thấy mà nó hung dữ không, nó lúc nó hung dữ mình không biết, nó giờ nào cũng bất ngờ cái chứ nó qua đây nó thấy cũng được à. Được nguy hiểm lắm á, bởi vậy thứ đó nó được đó mình không có chẩn được, bởi vì nó bình tĩnh như mình, nó chuyện trao đổi thì mình hiểu việc cái tánh tình. Dạ. Ừ. Còn cái lúc mà đừ đó mình không hiểu được cái vợ đấy ha, vợ là qua đây là mặt lừ vậy đó hả? Vợ nó thì nói chung thì nó cũng vui vẻ, ai cũng khen hết trơn ha. Dạ. Mà nó có cái trong lòng nó thôi, mình thấy nó hơi có cái hơi kỳ. Ờ. Ừ, nó không có được bình thường không. Ừ, cũng như là chú thấy thường qua đây chơi nè, qua đây về nhà bên bà già mình bà già chồng đó. Ừ. Thì chú thấy có biểu hiện như thế nào? Cái biểu hiện thì nó thấy mình thấy nó không có được bình thường như mình chắn không như vậy. Ừ. Bằng mắt tay mình. À. Vui vẻ ra mình hỏi nó cũng già cũng cười vậy. À. Đó mà điều nó không có vui vẻ bình thường như mình vậy, như không có được vui vẻ ha. Ừ, mà dạng như mình thấy nó có cái như tâm trí nó chỉ tôi đánh giá là như thấy cái này nó còn khờ dữ lắm. Ờ khờ lắm ha. Ừ. Tại vì nó còn mới có 18 tuổi. Mới 18 tuổi à. Dạ. Chứ chưa có mà nghe nói gia đình cũng không được, mấy đứa em nó không có được bình tĩnh nữa. Dạ. Cũng còn hơi khờ vậy đó. Hầu như là gia đình này. Rồi, hầu như gia đình ai cũng đánh giá vậy đó, bị khờ hết rồi á. Dạ. Ừ. Hầu như gia đình này bị cờ hết luôn á. Yeah. Chú là nhà kế bên đây hay sao? Ờ, bị nhà tôi đây nè, bị trước tôi cũng có cái tình trạng hoàn cảnh đó nè. Dạ. Rồi đó bà già con bị tai nạn sụp cái não nè, rồi bà già bà vợ tôi thì bà chạy tiểu đường, rồi chạy thận. Bây giờ mù hết hai mắt rồi. Dạ. Giờ nhà có bệnh thì chạy qua chạy lại rồi tiếp bên đây rồi chạy qua chạy lại chứ không ngồi bà không ăn uống gì hết. Dạ. Thôi hỗ trợ rồi chạy qua chạy lại tiếp rồi về cho lo cho bà. Giờ sáng chung mấy giờ chú? Chung hồi dắt 1:30 đang mưa. Lúc đó mưa dữ không? Mưa dữ. Dạ. Có mưa dữ. Là trong gia đình mình khiêng không ha, chứ không đâu muốn đầu tì không, gì không, ha. Không có chống kèn, không có đầu tì đâu, bọn dân tôi đây thì có mình tôi là lớn à. Rồi tôi điều động mấy đứa em út anh em đồ rồi súng ra khiêng ra. Dạ. Rồi đưa đi. Vậy nhà này là cô của chú ha? Ờ kêu cô. Cô ha. Bà dạng như cô thì bà là à, ông già bả là anh của ông nội tôi. Anh ha. Ừ, anh ruột ông nội tôi. Rồi cái gia đình của cái ông này bây giờ như vậy rồi sao trời? Gia đình của ông bây giờ nói chung ở xã hội bên ai cũng biết. Ai cũng biết chân á. Ừ. Nói chung là khắp cái huyện Lao Dung luôn. Khắp huyện Lao Dung mình luôn. Ai cũng biết chân á. Nói chung gia đình biết là gia đình ông thứ nhất là nghèo, thứ hai là khờ hết nè. Ừ, khờ nghèo, hết luôn. Khờ, hồi lúc trước kìa quay như chưa cái cũng cảnh không mà. Có được bình tĩnh như mọi người là chín cắn không. Lúc trước mà ông dắt mấy đứa con ông đi lang bang đi xin gạo đồ đó. Dạ. Thấy tội nghiệp luôn. À. Dắt chiếc xe đạp, rồi vợ đi sau lưng á. Rồi hai ba đứa nó chạy heo lộn heo thằng con đó ha. Hoàn cảnh cho chú nghe vậy nè. Ba đứa. Bây giờ chú có tổng cộng bao nhiêu người con? Bốn đứa. Bốn đứa ha. Vậy là mới đẻ một đứa là gì? Rồi con mà nhỏ thứ mấy? Nhỏ này thứ mấy? Thứ ba. Nhỏ mấy nè? Thứ ba ha. Còn nhỏ thứ hai có chồng chưa? Thằng trai thứ hai. À, thằng trai bệnh ha. Thằng trai thứ hai nó còn khờ dữ nữa. Khờ dữ nữa. Ngày qua cái nó làm hùm hùm hổ tia tối hôm qua nghe nói chối mà đó. Thằng ơi. Ừ. Tính vậy sao dám vô nhà ổng? Ừ, rồi. Không ai dám vô á. Vô nhà ổng nó đóng cái cửa hé hé rồi lú đầu giờ mà. Vô nhà ổng lỡ nó làm chuyện gì chết á. Ừ. Ổng cũng sợ cũng chết ổng đây nè. Rồi giờ hiện giờ nó đang ở nhà hả? Thằng ơi. Nó có quậy quạng gì không cái thằng trai thứ hai của anh đó? Nó cũng lên giờ nào nó lên đó. Ừ, rồi chừng quýnh lộn giống kìa. Chừng quýnh lộn rồi, chú vô chú can ngay. Không có tan tiệc. Kêu chú này đi về đi, kêu chở ông xuống về đi. Nè, hồi sớm về sao bây giờ chuyện cũng rồi thôi chú. Về đi. Về đi không có để hôm hồi có chuyện về đi. Về đi họ có chuyện á. Đi về cơ. Về đó chú đó về đây.
Đưa đưa ông về. Không có, kêu ông đi về đi. Cái lộn mọi người. Cái lộn. Cảm ơn mấy cô chú đến đây cũng chia sẻ gia đình ha. Dạ. Rồi tôi cũng có tình trạng đã qua một rừng gốc rồi giờ đang nuôi ngoài xã. Dạ. Vậy thì chúng tôi mấy chú từ sáng xa xuôi mưa gió gì nghe thông tin gì vô đây xuống báo quá trời. Dạ. Tôi cũng thay mặt gia đình cô tôi rất cảm ơn mấy cô mấy chú với bà con của bác rừng xa. Dạ. Tấm lòng và tâm thiện tâm để giúp đỡ những người hoạn nạn như tôi như vậy. Dạ. Với gia đình như vậy thì cũng quá quý lắm từ tình trạng này rồi. Dạ. Dạ. Về đi chú ơi. Chú về đi. Không có, ổng bây giờ ổng đi chung không có được đâu. Bởi vì ổng đừng mang về. Ừ. Chú ở lại đi một lát nữa con cho thằng cháu nó đưa chú. Ổng bây giờ ổng đi chung không có được đâu. Ông này xỉn chú rồi. Lát nữa con cho thằng cháu con đưa chú về. Để đi hồi có chuyện đó. Dạ dạ. Qua ổng phụ thôi. Can ơi kìa. Can ơi kìa. Thôi thôi chú ơi. Thôi. Kêu ông nội này đi về đi chạy. Dắt xe ông đi về đi. Xỉn rồi. Đi ra giữ mày luôn. Trời biết ơi. Ừ. Đi về đi trời. Về đó. Đang quay. Dắt chiếc xe ông đi đi. Dắt chiếc xe ông đi đắng đi. Đang quay. Vô năn nỉ ông mày nè, kêu cũng thôi đi. Không biết con này thôi đi chú ơi. Bỏ qua đi chú ơi. Không bỏ qua đi chú. Bỏ qua đi chú. Dạ, bỏ qua đi chú. Kệ ông đi. Ông xỉn lắm xỉn rồi. Xỉn quá chú. Chú bỏ qua đi. Tôi nói với các cảm ơn các anh em nhưng mà điều đủ mẹ tôi đã nhịn từ rồi sớm rồi. Dạ. Đủ mẹ em trai tôi chết rồi. Đủ mẹ nó ở cái thằng chó lộn này nó ở bên bên mà đều có ông chú này huệ tâm không dám không. Hồi chú. Mẹ nó đó đụng nó tụi nè, mẹ huệ tâm từng cũng dạ. Sống ở cộng đồng. Thôi chú, bỏ bỏ rồi đi. Kêu ông kia đi về đi chạy. Bây giờ. Hay lắm á. Nó đem cái gì? Chú ở đây mà ông còn đàng hoàng còn nó. Thôi thôi đi chú ơi. Thôi đi chú ơi. Chú bỏ bỏ đi chú. Bỏ qua. Cái gì cũng bỏ qua hết. Mẹ nó chú đi. Em nói sao cái ông kia không chịu đi chân chạy. Để hồi hồi gia đình mình gây lộn nó công. Không bây giờ em nói hai người đẹp rồi. Ngồi chơi nữa. Ngồi chơi anh. Ngồi chơi. Ngồi chơi cho tí nữa cho anh. Ở đây bây giờ cái chuyện bây giờ mình... Để công an giải quyết cái gì đâu. Em thấy không? Không bỏ đi. Nay bỏ. Nay bỏ nè. Có má mẹ đấy. Chạy ta chết. Thôi chưa tối. Rồi chú đi bằng gì vậy? Đi bằng gì? Chú về nha. Ta nín rồi nha. Thưa chú, con không có bậy với chú. Hồ súc im. Ông hiền khô mà tôi nghe phóng. Đúng rồi. Ông hiền. Ông hiền lắm hiền luôn. Ông già vợ hiền quá. Bây giờ em không có nói gì nữa đó. Bây giờ qua năm qua bây giờ mình vui vẻ. Ông đi đường nào hả? Ông lão bộ đi đường đường. Ông đi đường ruộng hả? Ông lão bộ đường ruộng hả? Ba ơi. Ba ơi. Ông không dám đi.
bên đàn gái ông lội bộ đi về mọi người. Ông ấy cần đưa ông về giùm đi. Được không? Đưa về tới chân chỗ con cờ thôi, mình tới chỗ ngã ba đó. Đưa ông tới ngã ba được rồi. Không có chuyện với bên đàn gái nha. Mới đi bên đàn gái. Mày dọc mà đưa ông đưa tới đâu tới đó đi con. Mượn cháu đưa. Mượn cháu đưa. Mẹ ơi, chị có tiền đồ xăng nữa kìa. Chị ơi, chị qua bên điện nghe nè. Nè bây giờ em cho anh 100 ngàn đồ xăng rồi. Có tiền đồ xăng không? Có tiền đồ xăng nào? Ngày mai em mới đi thăm được. Bây giờ em phải rút cây, mai mới qua thăm đó. Anh nhận đi, đủ xăng. Đây đủ xăng. Bộ đó. Để em hồi, không có xăng chắc bộ gì đó. Ừ. Nè em không, ông á. Nãy mới không có tiền đổ xăng. Đổ xăng nghe. Đổ xăng đi về đứng nhậu ha. Không có nhậu.